Kính thưa cộng đoàn, tự nhiên mình đang sống phơi phơi như vậy mà mình nghe cái bài tin mừng này thì mình xem chừng nó có phù hợp. Bởi vì ai trong chúng ta có thể là bệnh như ma đi, nhưng mà vẫn còn đi đứng được, chưa nằm liệt giường. Có hôm nào nó mệt thì nó quay một tí, quay thì không dám đi lại nhiều, cũng giống như không dám hoạt động mạnh. Nhưng mà rõ ràng rằng là ai trong chúng ta cũng khỏe hết. Nghe bài tin mừng này thì mình thấy xem chừng đó nó không có phù hợp. Chúa bảo mình phải tỉnh thức, không phù hợp. Nhưng mà thực chất ra nó rất phù hợp với cuộc đời của chúng ta. Có điều mình muốn suy nghĩ, và có điều mình không tin. Giống như người Doanh có nói cái câu là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Cái phận con người của chúng ta xem chừng ra nó mong manh, nó dễ vỡ lắm. Nhưng mà tại vì có điều chúng ta không có suy nghĩ, chúng ta chưa đụng chạm nên chúng ta không thấy. Trên mạng xã hội ngày hôm nay, phải nói rằng là cảm ơn mạng xã hội, cảm ơn truyền thông, để cho chúng ta thấy cái thế giới này nó gần với chúng ta hơn. Ngày nào cũng có người chết hết á, ngày nào cũng có người bệnh hết á. Cách đây một tuần có một cha bên Mỹ, ngài cũng ngoài 70 tuổi, đang dâng lễ còn mặc đồ lễ đó, đột quỵ, đưa đi cấp cứu không kịp. Rồi cũng cách đây một tuần, một linh mục tạm gọi là trẻ tuổi hơn ma, 36 tuổi, chịu chức linh mục được 2 năm, bị ung thư máu, qua đời. Với tất cả những cái biến cố đó thì ngay bản thân ma cũng suy nghĩ về cuộc đời của mình. Một ngày nào đó mình bị ung thư máu thì sao? Mình bị ung thư gan thì sao? Mình bị ung thư phổi thì sao? Mình bị hở van tim thôi thì sao? Thì khi đó cái chết nó sẽ đến gần với mình hơn. Chưa nói tới cái chuyện gọi là bệnh, tai nạn hoặc là thiên tai đến với chúng ta, đâu biết lúc nào đâu. Mỗi lần mà chạy xe là vừa cẩn thận mà vừa cầu nguyện, mà không muốn chạy xe tí nào hết. Vì hoàn cảnh thì mình phải đi xe thôi, chẳng lẽ đi đâu cũng nhờ người nó phiền. Tai nạn nó đến với mình bất cứ lúc nào mình không biết. Vui vui thì còn trầy tay trầy chân, buồn buồn là mất mạng. Cái phận của con người của chúng ta xem chừng nó mong manh. Rồi có một số người hỏi ma về cái bệnh nặng nhất mà ma đang phải chịu, đó là
cái bệnh gọi là ngưng thở khi ngủ đó, đang ngủ tắt thở chết. Nhưng mà may quá, ma có cái máy nó phụ mình thở, nó gọi là cái máy trợ thở. Nhiều lần ma chia sẻ đó, qua cái bệnh đó, rồi huyết áp, rồi tiểu đường, rồi chóng mặt, nó làm cho mình thấy cái giới hạn của con người của mình, nó làm cho mình thấy cái phận người của mình mong manh lắm. Nên xem chừng cái bài tin mừng hôm nay nó rất là phù hợp với chúng ta đó. Xin lỗi, trong chúng ta đang ngồi đây, ai biết rằng là ngày mai mình còn sống? Ai can đảm dám nói không? Mà không dám nói. Nhất là cái thời đại Covid ngày hôm nay, chích cũng chết mà không chích cũng chết. Nhiều nguồn dư luận cho chúng ta thấy rằng là khi mà chích cái thuốc đó vào thì cơ thể của chúng ta lại bị bệnh khác. Có người không chích mà khi nhiễm thì nó chết nhanh hơn. Nói tóm lại là đường nào cũng chết, mà chết nhanh hơn trước khi có dịch. Và chính như vậy, cái điều mà Chúa nói chúng ta tỉnh thức nó hợp lý với cuộc đời của chúng ta. Chúng ta luôn luôn ở trong cái tình trạng tỉnh thức để chờ Chúa đến với chúng ta. Không phải rằng là về không ngủ đâu, không phải là về thức ngày này qua ngày kia không chịu ngủ gọi là tỉnh thức. Dạo này ma cũng phải ráng tập ngủ sớm để cho nó khỏe. 8:30-9 giờ là ngủ, 4 giờ dậy, ngủ sớm. Nhưng mà cái tỉnh thức mà Chúa nói ở đây đó là để cho mỗi người chúng ta luôn luôn ý thức được cuộc đời của chúng ta. Cái tỉnh thức nó rất quan trọng. Quan trọng nhất là trong cái suy nghĩ, cái lời nói, cái việc làm, cái hành động của chúng ta. Chúng ta phải tỉnh thức trước những cái hành vi của chúng ta. Mập nhai ha, người nào xỉn rồi chúng ta thấy họ làm cái gì? Nói tập bi tùm bạ, đập đồ đập đạc, coi ai không ra gì hết. Người đó đâu có tỉnh đâu, cái hành vi của họ đâu có tỉnh đâu. Khi uống vô rồi họ đâu có kiểm tra được cái hành động của mình, cái lời nói của mình. Chắc gặp mấy người xỉn rồi ha. Hôm qua có người hỏi ma sao ma không uống với dân. Thứ nhất là sức khỏe không cho phép, thứ hai là cũng không cho phép mình xỉn nữa. Mình xỉn vô mình mệt lắm, đã bệnh rồi mà uống vô nữa mà xỉn nữa thì chết sớm, chưa muốn chết nên không uống. Uống lon cho nó thông máu thì được, uống hai lon không uống. Rượu ghè thì chắc chừng can thì được, hai can thì không dám chơi. Thì chúng ta thấy rằng là những người say xỉn kiểm soát được mình, những người mà không tỉnh họ không kiểm soát được. Họ sống nhưng mà gọi là nửa sống nửa chết. Nhưng mà có những người tỉnh nhưng mà lại không tỉnh, đó là những người tính toán với cuộc đời này quá nhiều. Họ tỉnh quá nên họ tính. Họ tính với Chúa, họ tính với nhau, họ tính với cha mẹ họ, họ tính với anh chị em ruột của họ. Tỉnh quá mà, tỉnh quá nên là tính. Có những người xỉn thì không tính, say sưa thì không tính. Còn có những người tỉnh thì quá tính đi, tính rằng mình sẽ phải làm cái này, làm cái kia. Cái điều cần tính đó là như Chúa nói, một cái kho tàng ở trên trời. Mình không tính, mình không tỉnh, mình đi tính cái kho tàng ở dưới đất. Ngày hôm nay chúng ta thấy xã hội phát triển ha, nhiều căn nhà đẹp ơi là đẹp,
Thậm chí là người ta có thể vẽ trước, nhìn trên vi tính để người ta thấy những căn nhà đẹp trước khi người ta xây. Hoàn thiện thì nó giống như vậy. Xin lỗi, có một số người rủ ma đi coi nhà của họ. Có một lần đi lên Kon Tum, người ta bảo cha đi lên nhà con coi, nhà con mới xây, ma không đi. Lý do đơn giản, nhà đó không phải nhà của mình. Mình có cái phòng nhỏ nhỏ, gọi là trong cái tu viện. Bất cứ đi đâu mình cũng có một cái phòng 3 mét. Ý thức như vậy nó bình an lắm. Người ta tích lũy cho mình thật là nhiều, người ta xây cho mình những căn nhà ở trần gian này thật là to và đẹp. Nhưng khi nằm xuống, không có gì hết. Mà như Chúa nói, cái điều quan trọng là mình cần tích lũy cái kho tàng ở trên trời, chứ không phải mình tích lũy cái kho tàng dưới đất. Nhưng mà nhiều khi con người ta vui vẻ quá, người ta tích lũy cái kho tàng dưới đất, lo đi làm, lo kiếm ăn, lo tích lũy, bỏ Chúa, bỏ nhà thờ, bỏ anh em, bỏ hết tất cả chỉ vì vật chất. Làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, đi kiếm cho nó đầy túi tham. Đi kiếm tiền cho nó đầy. Lý luận con không có thời gian. Con khổ quá, nó dặn. Có thằng nào chết đói đâu. Bây giờ chết là vì ăn nhiều, ăn tầm bậy tầm bạ chứ có ai chết đói đâu. Jaraita chúng ta thấy có ai chết đói đâu. Cơm với lá mì là xong, cũng sống phơi phới, đúng không? Một cái góc cạnh nào đó thì ma nhìn người Gia Lai thì ma thấy thương bởi vì khổ. Nhưng mà một cái góc khác, ma nhìn người Gia Lai ma khoái, chẳng có lo cái gì hết. Cũng giống như cái bài tin mừng tuần trước đó. Khi mà suy nghĩ về người Gia Lai, ma không biết giảng cái gì đứng hình. Bữa ma có nói rồi mà, Gia Lai kiếm ăn từng bữa, lấy gì đâu mà có tiền mà xây kho. Chúa bảo mày giảng cho Gia Lai giùm tao đi là thôi, ma chịu thua, con không có giảng được cho Gia Lai cái bài đó đâu. Bởi vì nhà của Gia Lai ở nó thua cái chuồng heo của người Kinh nữa, mà làm gì mà bây giờ mà bảo Gia Lai là đừng có xây kho lắm. Chúa bớt giỡn giùm con thế đi, Chúa giỡn vui quá. Người Gia Lai mình xem chừng ra nghèo, nhưng mà nó thanh thoát với vật chất. Có một số người chạy theo người Kinh phải chạy ít xe tơ, rồi đủ thứ hết. Bán đất, đau đớn nhất là bán đất. Bán làm cái gì? Bán đất xây nhà, ở xong rồi cuối cùng mang nợ vào thân. Rõ ràng mình chạy theo người Kinh chạy không lại đâu, đua theo người Kinh đua không lại đâu, tại vì mình không có nhanh nhạy bằng người Kinh, mình không có tính toán bằng người Kinh. Không phải người Kinh xấu, nhưng mà cái bản tính người đồng bào của chúng ta nó đơn sơ, thì tại sao mình không sống đơn sơ, đúng không? Đấy, rồi cuối cùng ra mình thấy Chúa bảo tích lũy. Nhiều khi ma ngồi ma nghĩ cũng mắc cười. Thằng Kinh đám ma là coi như là hoành tráng. Một cái lẵng hoa của nó đi là 1 triệu, 2 triệu. Người Gia Lai ta cái hòm có 2 triệu, có khi không có tiền mua. Rồi cũng xong một cuộc đời. Nhưng mà đôi khi mình bị giằng co. Mình bị giằng co là mình tưởng mình lột da sống đời, không bao giờ mình chết hết. Bắt đầu mình mới đi xây những cái kho tàng ở dưới đất này, mà mình quên đi cái kho tàng ở trên trời. Và nhìn như là bài tin mừng hôm nay Chúa nói, nó rất đúng, nó rất hợp với từng người chúng ta. Chúa nhắc nhớ chúng ta là chúng ta đi xây cái gì.
xây cái kho tàng không bao giờ bị hư mất, hay là xây cái kho tàng ở trần gian này, Chúa vẫn để cho chúng ta tự do ha. Chúa chẳng bao giờ hiện ra để cứ bắt à, mình phải thế này, phải thế kia. Chúa không có bắt. Tìm cái kho tàng nào, xây cái kho tàng nào, đó là tự do của mỗi người chúng ta. Rồi có tỉnh thức để chờ Chúa đến, hay là cứ sống thoải mái, ăn chơi chè chén hay không, đó cũng là sự tự do của mỗi người chúng ta. Chúng ta thấy Chúa dễ thương không? Chúa không có bắt cái gì hết á. Chúa cho chúng ta tự do lựa chọn, tự do trở về mỗi người chúng ta.